Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang đến anh chị và các bạn thông tin về chiếc xe Nissan X-Trail phiên bản SL một cầu, sản xuất là năm 2018. Xe có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu đen. Cam kết cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ là xe không bị đâm va, không ngập nước, bao check test mọi nơi. Xe đã lăn bánh quãng đường là 68.000 km rồi. Về tổng quan sơn si ngoại thất của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo cao. Tuy vậy thì cũng có một vài chỗ điểm phải sơn tỉa lại. Xe sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn đầy đủ những các chức năng để anh chị và các bạn có thể cùng theo dõi với em. Ngay sau đây thì ở phần đầu xe thì nó sẽ có tích hợp cho anh chị và các bạn hệ thống cam 360, hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi kết hợp với những phần LED, rồi là những cái phần xi nhan dạng halogen, LED daylight hay đèn gầm của chiếc xe dạng halogen anh chị nhé. Đấy, những cái chi tiết về cản trước của chiếc xe hay là những phần mâm nốp. Dàn nốt của chiếc xe này thì nó vẫn còn rất là dày dặn cho anh chị và các bạn. Với đế nốt của chiếc xe là 2022. Bậc lên xuống thì được trang bị là bậc cứng, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Có tích hợp cả cam trong bộ cam 360. Ốp bảo vệ phần cánh cửa được trang bị đầy đủ hết rồi anh chị ạ. Đây là tổng thể chi tiết của chiếc xe khi nhìn từ phía sau. Kiểu dáng của chiếc xe rất ưa nhìn, 7 chỗ ngồi, không gian ngồi rộng rãi với đầy đủ các chức năng công nghệ ở trên mẫu này. Mẫu này là phiên bản Premium N. Và cốp của chiếc xe đây em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan qua. Cốp nó trang bị cho anh chị và các bạn là cốp điện. Rất nhiều các chức năng cho anh chị và các bạn có thể trải nghiệm. Mẫu xe của Nhật này thì nó rất là bền và lành. Đây là những đường nét tổng quan về hệ thống ốc bắt đèn của chiếc xe hay là những cái phần ốc lắp cabo hay là những cái chi tiết ốc bản lề của những phần cốp của chiếc xe thì em cũng sẽ quay đầy đủ chi tiết cụ thể cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Với cái không gian ngồi ở hàng ghế thứ ba của chiếc xe thì nó sẽ ngồi thoải mái cho hai người ngồi, với người có chiều cao khoảng tầm 1,5 m thì ngồi sẽ thoải mái hơn. Đấy, có tựa đầu đầy đủ này. Đây là cái không gian ngồi hàng ghế thứ ba. Và cái hàng ghế thứ hai kia có thể trượt lên để anh chị và các bạn có thể gia tăng thể tích chỗ ngồi cho người ngồi hàng ghế thứ ba. Nếu mà anh chị và các bạn không có nhu cầu sử dụng hàng ghế thứ ba, mình có thể gập phẳng để mình có một cái không gian chứa đồ nó sẽ rộng rãi hơn cho anh chị và các bạn đây. Đấy, các bạn có thể thấy không gian rất là rộng rãi nhá. Và cốp thì nó sẽ được trang bị là cốp điện rồi. Đóng mở cốp rất là nhẹ nhàng và dễ dàng. Đây là hiện trạng của chiếc xe khi nhìn từ phía sau. Kiểu dáng body của chiếc xe nó cũng rất là ưa nhìn. Và cái không gian qua ngay hành khách của chiếc xe thì nó sẽ có những cái gì? Đầu tiên ta sẽ nhìn về phần cánh cửa, nó sẽ có chức năng cho anh chị và các bạn như là tay mở cửa mạ chôm hay những cái phần phím chức năng lên xuống kính. Bác chủ thì đã ốp bảo vệ những cái phần như là vân carbon này. Đấy, rồi là những cái chi tiết về keo chỉ đinh tán của chiếc xe thì đảm bảo cho anh chị và các bạn là xe nguyên bản, không có bị mâm va hay là ngập nước gì cả. Cam kết trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên chị bạn có thể yên tâm. Ngoài ra thì để an tâm hơn nữa thì anh chị và các bạn lên mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba, mình check test lại kiểm tra, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước, mang đến cái sự an tâm hơn trong quá trình sử dụng sau này. Đây là hiện trạng ghế ngồi của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể cùng theo dõi và tham khảo với em. Trần xe thì nó sẽ được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Chính giữa trung tâm hàng ghế thứ hai nó sẽ có một cái cửa gió điều hòa. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe trong phố thì nó rơi vào khoảng gần 10 lít, còn với đường kết hợp nó khoảng 7,7 lít thôi. Đường ngoài đô thị nó chỉ hết khoảng 6,36 lít. Một cái mức tiêu hao nhiên liệu đáng để anh chị và các bạn cùng quan tâm về chiếc Nissan X-Trail XL SL chứ ạ. Chiếc xe này thì sản xuất là năm 2018. Lăn bánh quãng đường 68.000 km rồi anh chị ạ. Đấy, các chi tiết về ghế ngồi có chỉnh điện đầy đủ. Má ghế cũng như là những phần con ốc bản lề cột kèo của chiếc xe để các bác có thể tham khảo qua. Với tầm tiền của chiếc xe này thì bây giờ nó cũng rất là hợp lý để anh chị và các bạn có thể sở hữu, chỉ có khoảng 555 triệu. Anh chị và các bạn đã sở hữu một chiếc xe 7 chỗ ngồi với đầy đủ các công nghệ tính năng an toàn cao cấp. Thay vì anh chị và các bạn có thể lựa chọn với những chiếc xe mới như là Nissan Mitsubishi Xpander hay là XL7. Đấy, anh chị bạn có thể cân nhắc qua. Về nâng cấp thì chiếc xe được bác chủ nâng cấp như là hệ thống màn hình giải trí, rồi là hệ thống cam hành trình,
dán kính và những phần ốp bảo vệ phần cánh cửa của chiếc xe. Với chức năng gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ có trang bị như là chức năng sấy kính của chiếc xe, rất là hữu ích cho anh chị và các bạn đi những ngày mà trời mưa hoặc là trời mùa đông. Đây là những cái chức năng anh chị và các bạn có thể tham khảo qua về những khoang động cơ của chiếc xe này. Với khối động cơ của chiếc xe nó sử dụng cho anh chị và các bạn động cơ cực kỳ mạnh mẽ, mang đến cho người dùng những cái trải nghiệm tuyệt vời, và cái mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng hơn 7 lít cho đường kết hợp. Đấy, những con ốc thanh tán, tinh tán, thanh rằng của chiếc xe anh chị và các bạn có thể tham khảo qua cùng em. Mọi đường nét nó vẫn giữ được độ nguyên bản cao, cam kết cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ, không đâm va, không ngập nước. Mức giá bán cho chiếc xe Nissan X-Trail XSN sản xuất năm 2018 với mức giá là 555 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng anh chị nhé.